khi người ấy được hỏi độ tuổi nào nên cưới. Độ tuổi nào thì nên cưới vậy chị ạ? Độ tuổi nào nên cưới á? Mình thấy là tuổi nào người ta cũng cưới được ấy. Tùy mỗi người chứ, làm gì có ai giống ai. Mỗi người có một cái quan điểm giống nhau. Ví dụ như là bây giờ mình trình bày quan điểm của mình, nó lại không giống các bạn. Không giống các bạn, ví dụ như mình thì mình không có một cái độ tuổi rõ ràng là độ tuổi cưới. Mình chỉ cảm thấy là thời điểm nào mà mình sẵn sàng thôi. Đợi cho nó đọc nốt donate cái. Mình nhìn thấy nó đang nhảy cái audio là mình biết nó đang đọc donate ấy. Mặc dù mình cũng không đeo tai nghe. Lâu thế, đọc nhiều thế. Thì đối với mình thì thời điểm nào mà mình cảm... lại donate nữa mẹ. Để nói tiếp về cái thời điểm kết hôn, đây là chia sẻ của một người chưa kết hôn nhé. Một người chưa có kinh nghiệm kết hôn chia sẻ thì quan điểm của mình là hồi nào mình cảm thấy sẵn sàng thì mình cưới thôi ấy. Sẵn sàng như thế nào? Một là mình có đối tượng. Đối tượng đấy là sao? Đối tượng đấy là mình rất là tin tưởng và mình cảm thấy là đúng người này, mẹ mình phải sống với người này đến cuối cuộc đời, không phải người này thì không phải là ai cả. Đấy thì mình sẽ tìm được một người như thế. Đầu tiên là mình phải có đối tượng đã, đúng không? Các bạn hay bỏ quên mất cái lý do đầu tiên đấy. Các bạn hay hỏi mình là hồi nào cưới trong khi mình còn không có người yêu. Mình không có người yêu, mình không có đối tượng mà các bạn hỏi mình khi nào cưới, mẹ cưới ai? Cưới mà. Trời ơi, hỏi cái câu có biết hỏi có suy nghĩ không nữa cơ ấy. Eo ơi, hay là kiểu hỏi cố tình hỏi đẻ hỏi móc hay là hỏi kháy rồi gì đấy chứ, người bình thường ai hỏi như thế đúng không? Thì đầu tiên là mình phải có đối tượng trước. Thứ hai là hai người phải sẵn sàng. Thì sẵn sàng về cái gì? Sẵn sàng về kinh tế. Các bạn biết rồi đúng không? Chắc các bạn cũng nghe quá nhiều câu chuyện về cái việc là vợ chồng mà không có kinh tế về đấm nhau rồi. Mà lúc đầu kể cả có yêu thương nhau như thế nào đi chăng nữa, rồi là hứa hẹn với nhau rồi đầu bạc răng long, rồi là răng chửa lung lay, cái là đã chia tay bởi vì là đấm nhau là lung lay răng rồi. Đấy, là bắt đầu là rụng răng vì đấm nhau chứ đã già đâu, đúng không? Tiền không có là nó đẻ ra rất là nhiều vấn đề. Thì đấy, mình phải có kinh tế. Và thứ hai là bản thân mình phải sẵn sàng, tâm lý của mình phải sẵn sàng, mình phải có đủ trách nhiệm ấy. Bởi vì là kết hôn mình không phải là một bố một mẹ nữa, mà mình có tới hai bố hai mẹ lận, đúng không? Ngoài bố mẹ đẻ của mình, bố mẹ ruột của mình, thì mình còn có bố mẹ của vợ của chồng nữa. Đấy, cho nên là lúc đấy là mình sẽ phải kiểu người lớn hơn rồi, mình sẽ phải có trách nhiệm hơn rồi. Rồi xong rồi lại đẻ ra một đứa con nữa, đỏ hòn nữa. Lúc đấy là mình phải có trách nhiệm, mình phải chăm lo chứ đâu phải mình có phải là kiểu mình thích ngủ đến trưa là ngủ nữa đâu. Thế nên là mình phải sẵn sàng cả về kinh tế, về cả về tâm lý nữa. Trách nhiệm này kia thì mình mới cưới được. Lý thuyết thì là như thế. Đấy là đối với mình. Còn nó sẽ không thể áp dụng cho tất cả mọi người được đâu. Bây giờ mình bảo với các bạn là phải sẵn sàng cái này cái kia, các bạn bảo không, về ông bà già tôi nuôi tất. Ừ đấy, thế thì chịu rồi đúng không? Các bạn đẻ ra từ vạch đích, các bạn tiền các bạn có rồi, gia đình các bạn chẳng phải lo cái gì, thì các bạn cứ thề cưới thôi, mà hỏi mình làm gì? Mỗi người một cuộc sống mà, đâu giống ai giống ai đâu. Mình thì không có tiền, nhà mình nghèo thì mình phải đi kiếm tiền, rồi nào có tiền thì mình lấy chồng sau hoặc là đẻ con sau, chứ mình không thể kiểu bây giờ đẻ ra cho bốc ăn à, hay là bốc đất hay là bốc cám hay như thế nào đúng không? Nên là mỗi người một cuộc sống, các bạn giàu ấy, cứ thế các bạn lấy các bạn đẻ thôi, liên quan gì đâu, mỗi người một cuộc sống mà. Không giống nhau, chúng ta không giống nhau. Thôi ông im mẹ mồm đi. Một khi đã yêu cái gì xấu cũng thành đẹp. Chị ơi, em thấy con gái khi mà thích ai ý cái gì cũng thấy đẹp, nhưng mà chia tay phát kiểu nhìn gì cũng thấy điểm xấu á. Cũng có thể, mình không biết được. Mình thì chia tay xong mình cũng không có để ý lắm, nhưng mà cái lúc yêu thì công nhận là cái gì xấu cũng thành đẹp thật. Nói chung là mình dễ chấp nhận lắm. Mình là cái đứa mà sẽ rất là khó lúc đầu, nhưng mà một khi mà mình đã chấp nhận rồi thì mình kiểu mẹ cái độ bao dung của mình thì thôi rồi luôn ấy. Đến mức mình phải nghĩ là mình phải bị dễ dãi chứ không phải là bao dung đâu. Ví dụ như là, tức là cái lúc mà người ta tán mình á thì nó hơi khó khăn một tí, thì cảm giác là mình cũng kiểu mình rất là để ý và mình cũng rất là kiểu như là khó khăn ấy. Mình không dễ mở lòng đâu. Nói chung là cái đoạn người ta tán mình thì cũng hơi vất vả. Nhưng mà khi mà người ta tán được mình rồi á, kiểu mình gần như là thay đổi 180 độ luôn ấy. Cái hồi mà người ta tán mình thì mình còn kiểu hơi chạy chọe một tí, mình còn kiểu như là nhiều lúc kiểu giữ giá, nhắn tin các thứ là kiểu không có nhắn dài, không có liên tha liên thiên, không có nói nhiều, không thích thể hiện, không có gì hết á. Kiểu nói chung là giữ giá lắm và chạy chọe lắm. Thế nhưng mà yêu rồi nha thì lại kiểu đúng kiểu con gái luôn ấy. Kiểu mình, tính nữ của mình nó tự nhiên nó bộc ra thôi. Xong rồi mình sẽ chấp nhận cả những cái mà, ví dụ ngày xưa cái lúc mà mình tán người ta, người ta tán mình mà người ta bộc lộ những cái đấy ra thì mình sẽ không thích đâu. Nhưng mà đến cái lúc mà yêu rồi thì mình lại chấp nhận hết tất cả những cái đấy, là mình thấy mình dễ chấp nhận hơn. Yêu xong giá xào lọc á, yêu xong giá xào lọc. Hoặc là cũng không phải đâu, mình nghĩ là gần đây mới vậy thôi, chứ ngày xưa thì mình không thế nha. Cái hồi mà mình học cấp 3 ấy, mình học cấp 3 và mình lên trên này này, mình mới đại khái là khoảng tầm nhiều năm trước ấy, mình yêu là mình vẫn ấy lắm, vẫn kiểu vẫn chảnh chọe lắm. Mình vẫn cảm giác là kiểu mình hơi khó tính với cả hơi chảnh ấy.
sau này bây giờ thì mình mới bắt đầu, có thể là do mình lớn rồi sao ấy, thì mình bắt đầu kiểu càng ngày mình càng cảm thấy mình dễ chịu hơn. Bao giờ chị có người yêu chị biết là được. Chị ơi, trong tình yêu người thông minh đủ để nhận ra một số thứ giả dối, nhưng tại sao không đủ dũng cảm để tin nó là sự thật? Có phải là người ta yêu mù quáng rồi đúng không á? Chị nghĩ là nếu mà là thông minh ý, có thể là mù quáng, hoặc là có thể là người ta thông minh nhưng mà người ta biết được như thế là không ok, nhưng mà người ta vẫn cho cả hai người cơ hội và vẫn cố gắng để chấp nhận. Ví dụ như là nó ở cái mức độ nhỏ thì cố gắng để chấp nhận. Đấy, rồi mức độ lớn hơn thì nghĩ là thôi, cho cả hai cơ hội để cùng thay đổi các thứ. Tại vì chị nghĩ ví dụ như chị cũng không chắc nữa, nhưng mà chị cũng thấy là trong cái mối tình trước của chị cũng thấy nhiều lúc chị cũng hơi mù quáng, cũng hơi ngu. Nhiều lúc thì là chị biết nhưng mà chị vẫn chấp nhận nó, và nhiều lúc thì là chị cố gắng cho hai người cơ hội ấy, mặc dù biết như thế là không đúng đâu, không được như mình kỳ vọng đâu, nhưng mà mình vẫn sẽ cố gắng chấp nhận để mình cho cả hai cơ hội kiểu vậy, cho đến một cái thời điểm mà mình cảm giác là không được nữa rồi, nó quá sức chịu đựng rồi, nó đi quá giới hạn rồi thì mình sẽ dừng lại. Kẻ nào đã làm mái tóc của chị tao thành ra như thế này á? Nghèo quá bán tóc rồi. Người yêu sai lầm xong xin lỗi, xử lý sao cho đúng? Chị ơi, nếu người yêu em nó chở con khác đi học về mà em nhìn thấy rồi nó về xin lỗi em thì nên sao ạ? Nó chở một đoạn thôi ạ, rồi nó về xin lỗi em á. Nó về nó xin lỗi em á. Có khi sau này nó ngủ với đứa khác xong nó cũng về xin lỗi em đấy. Ừ, thậm chí hơn nữa là nó phải dắt một đứa khác về bụng to, kiểu dạng sau này ví dụ có cưới nhau hay gì, nó dắt đứa khác về bụng đứa kia nó to xong về xin lỗi em. Nói chung là cứ xong rồi mới xin lỗi thì đứa nào cũng làm được em ạ. Bây giờ cứ phạm sai lầm xong xin lỗi thì chị cũng làm được, em cũng làm được, tất cả mọi người đều làm được. Xin lỗi mà lần sau lại tái phạm thì xin lỗi làm gì á? Ôi, nói chung là đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, các cụ bảo rồi. Thế nên là nếu mà mình tha lỗi thì mình tha lỗi cũng được, nhưng mà nó có giới hạn thôi. Tha lỗi lần thôi, cùng lắm hai lần, quá tam ba bận là maximum rồi. Chứ còn lại cứ lần thứ tư, lần thứ năm kiểu như là cứ xin lỗi xong lại cũng xì xòe xòa cho qua, xong rồi nó ra nó định bợ mấy câu cái gật gật xong rồi thôi luôn. Như thế thì đến cả giá trị của mình hay là lời nói của mình nó cũng mất hết cả gọi sức nặng nữa. Nó không có giá trị, nó không có ý nghĩa gì nữa. Tại vì là mình nói mồm mình nói như thế thôi, xong rồi đằng nào mình cũng đến bản thân mình cũng không giữ được cái lời của mình đúng không, thì ai tin mình. Thế nên là thôi, nên là yêu được yêu được thôi, chia tay đã dứt đầu. Thế là anh em mình có 3 lần phạm lỗi à? Không em ơi, tùy người nha. Có những người thì quá tam ba bận đấy, có những người như mình này một lần dừng lại luôn, không có lần thứ hai thứ ba gì hết. Thực ra thì tùy lỗi lầm đấy. Ví dụ nhá, có những cái lỗi mà có thể phạm tới 3 lần, ví dụ như là vô tâm, ví dụ như là thiếu tinh tế, ví dụ như là chưa được chỗ này, chưa được chỗ kia, ăn nói chưa được, thỉnh thoảng lỡ lời, nói những cái lời làm tổn thương nhau như thế nào đấy kiểu vậy. Thì những cái lỗi đấy thì quá tam ba bận được. Chứ có những cái lỗi ví dụ như là ngoại tình, úi giời ơi bạn ơi, mẹ, lần thứ nhất rồi mà vẫn còn tha lỗi là chịu đấy. Cái lỗi đấy thì không có tha được. Cái lỗi mà ngoại tình á, trên đời này chỉ có ngoại tình không lần và vô số lần thôi. Người mà đã ngoại tình được rồi thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, sáu, thứ bảy, chủ nhật đấy. Mình không tin. Xưa từng bị vài lần nên bị ám ảnh chị ạ. Ui mẹ, thế là chuyện bình thường em ơi. Các bạn không chịu chấp nhận thôi, chứ mình thì chấp nhận cái việc là yêu đương không đến được với nhau là chuyện bình thường. Chả cái gì cả. Tại mình không thể kiểu chỉ vì cái tư tưởng đấy, bởi cái tư tưởng đấy nên là đến lúc các bạn yêu đương mà các bạn khổ vách cả đáy, các bạn vẫn không dám chia tay. Tại vì các bạn sợ chia tay. Các bạn sợ là kiểu như là tiếc ở bên nhau 2 năm rồi, 3 năm rồi, giờ chia tay phí lắm. Nên là nó tồi với các bạn vách cả đáy. Hôm nay thấy nó chở con khác, mai nó đấm các bạn tím mắt, các bạn vẫn thôi bỏ qua. Xong rồi nào cưới nó quật cho lên bờ xuống ruộng, xong rồi nó đấm cho tím mặt tím mũi vào vẫn cố yêu. Tại vì là đằng nào cũng lỡ yêu mấy năm rồi, cưới rồi, có con rồi, bây giờ phải cố thôi chứ làm sao đúng không? Cái tư tưởng chịu đựng đấy, thế nên là không bao giờ mà hạnh phúc được. Sẽ không dám chia tay đâu. Bây giờ quan trọng là mình hạnh phúc chứ, mình phải rõ ràng ra là quan trọng là mình hạnh phúc. Nếu mà không hạnh phúc thì thôi, bỏ luôn. Yêu người khác thì tội gì phải khổ thế đúng không? Mà cứ tiếc cái gì? Cái tâm lý tiếc là cái tâm lý khiến cho các bạn dày vò, các bạn đau khổ đấy. Các bạn cứ lụy tình thôi, các bạn lụy lên lụy xuống không bỏ được ấy. Nhưng mà mình nói thế thôi chứ mình cũng là chị nghĩ sao khi yêu nhau cãi nhau thì chia tay xong vài ngày lại quay lại như cũ, chia tay như cơm bữa. Các bạn trẻ thích thế chứ mình già rồi mình lười lắm. Giờ mình mà kiểu yêu đương mà cứ phải mệt mỏi suy nghĩ mà cứ mẹ ngày cãi nhau năm bữa thì thôi, mình cũng xin là rút lui, kể cả là có yêu đi chăng nữa hay là có gì đi chăng nữa mà cái mối quan hệ nó cứ như thế thì mệt mỏi lắm. Cuộc sống người ta còn bao nhiêu là thứ chứ, có phải mỗi yêu đương đâu.
Bây giờ cứ yêu đương mất hết cả năng lượng, không còn tí niềm vui nào, suốt ngày mệt mỏi, suốt ngày buồn rầu thì còn làm ăn gì nữa. Thế còn gia đình vứt đâu, còn công việc vứt đâu, còn bạn bè vứt đâu, cuộc sống vứt đâu. Đằng đây cứ suốt ngày chỉ có yêu với cả đương thôi đã đủ buồn rồi, không được em ạ. Ra ngoài xã hội đi làm ăn các kiểu đã đủ thứ để khiến cho mình đau đầu rồi á. Tình yêu mà khiến cho mình đau đầu nữa thì thôi. Hi.